Đêm nay, đại thánh lễ của bà con Công giáo diễn ra tưng bừng trên khắp đất nước. Uyên Việt Nam đã có duyên dự một buổi Giáng sinh trong bầu không khí hân hoan tại nhà thờ một miền quê nhỏ. Lễ Giáng sinh được tổ chức ngoài trời tại sân nhà thờ. Bạn có thể cảm nhận ở đây một sự bình yên, thịnh vượng. Xin gửi tặng quý khán giả những hình ảnh chân thực về Giáng sinh của bà con Công giáo tại một miền quê nhỏ như món quà Giáng sinh. Cũng đêm nay, Uyên Việt Nam xin được trân trọng gửi đến những người bạn thân mến đã đồng hành cùng Uyên Việt Nam suốt thời gian qua, lời chúc tốt đẹp và lời cảm ơn chân thành nhất. Mặc dù chúng ta còn có những quan điểm trái chiều, có những khác biệt, nhưng lớn hơn tất cả, vượt lên hết thảy, chúng ta là con một nhà, đều chung một ước muốn xây dựng một nước Việt Nam hùng mạnh để chúng ta, con cái chúng ta có quyền sống sung sướng và tự hào về đất nước mình. Xin chúc một Giáng sinh an lành đến tất cả các anh chị em trên mọi miền đất nước. Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Giữa đêm lạnh giá rét này, chúng con cảm thông với những người nghèo, cảm thông với những anh chị em xấu số, cảm thông với những người không được chăm sóc, già cả, ốm đau bệnh tật. Đêm nay mình Chúa Hải Đồng, chúng con cầu nguyện cho những người anh em nếu may mắn hơn chúng con, xin Chúa hãy tiếp tục ở với chúng con. Yeah.
Chúa Giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem hân phúc xuống cho muôn dân đồng than. Nơi hang đêm thiên thần xuống cao. Thiên Chúa vinh danh Chúa nhân an toàn. Hân thiên mừng Chúa Giáng sinh ra đời. Chúa sinh ra đời trong hang đá nơi vắng đường, trong hang đêm ánh sáng ban ân. Tôi đại diện cho đồng bào Công giáo trên địa bàn Sầm Sơn cảm ơn anh chị em rất nhiều. Cách riêng những người không cùng tôn giáo đã kiên nhẫn tham dự một cách tích cực đêm diễn nguyện và giúp chú Hải Đồng. Anh chị em còn quảng đại nán lại cùng với chúng tôi dâng lễ đền đồng. Cảm ơn anh chị em thật nhiều vì anh chị em tin rằng có ông trời và trên trời có đấng đang yêu thương chúng ta, người Công giáo gọi là Chúa Cha. Và hôm nay Ngài thương xót chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta và Ngài gửi cái thông điệp, Ngài gửi cái thông điệp tình yêu xuống với nhân gian, đó là ngôi hai chí ái mà chúng ta gọi là đêm Giáng sinh. Vì thế tôi đại diện cho giáo dân giáo xứ Sầm Sơn cảm ơn anh chị em bằng một tràng pháo tay thật lớn. Và tôi cũng xin anh chị em cùng với giáo dân xứ Sầm Sơn dân thánh lễ đêm nay thật sốt sắng, cầu cho Sầm Sơn chúng ta thăng tiến không những về kinh tế mà thăng tiến về đời sống xã hội, đời sống tâm linh. Cầu cho Sầm Sơn nay mai sẽ lên thành phố du lịch. Cầu cho sáu xã sắp sáp nhập về Sầm Sơn luôn là những người anh em tích cực để làm nên một Sầm Sơn thân yêu vững mạnh. Vì thế trong đêm nay anh chị em hãy xin với chú Hải Đồng ban cho Sầm Sơn chúng ta luôn xứng tầm với một thị xã du lịch, xứng tầm là cửa ngõ của Thanh Hóa, xứng tầm là một khu du lịch thật sự trong lành và mến khách. Tất cả những tâm tình đó, tôi mời các anh em hãy bước vào thánh lễ này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em rất thân mến, đứng trước đứng tuổi cao, chúng ta càng nhìn thấy những khuyết điểm, những yếu đuối và những tội lỗi của mình. Vì thế đêm đồng hôm nay, anh chị em một lần nữa hãy nhìn vào một cách nghiêm túc nơi chính tâm hồn, nơi chính cuộc sống của mình, trong tương quan với trời đất, trong tương quan với Chúa và tương quan với anh em. Chúng ta còn quá nhiều thiếu sót. Một lần nữa tôi mời gọi anh chị em hãy xin chú Hải Đồng thanh tẩy tâm hồn chúng ta để chúng ta trở nên tinh sạch trước mặt Chúa
và để chúng ta xứng đáng tham dự thánh lễ này. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con cùng dâng tiến trong đêm Giáng sinh này và nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong mầu nhiệm nhập thể, xin cho chúng con được nên giống Đức Giêsu là đấng đã phối hợp nhân tính của chúng con với thiên tính của Chúa trong chính bản tính, trong tính bản chất của người. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Đêm nay, lương giáo, bạn bè, anh em sát kể nhau. Đêm nay, đêm của yêu thương, đêm của hy vọng. Vì vậy giờ đây, kinh lạy Cha mà anh chị em hát chính là lời nguyện ước mà chúng ta dành cho nhau. Vì thế, mời tất cả anh chị em giơ tay cao, ngước nhìn trời để chúng ta hát kinh lạy Cha. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế tiếng người dạy, chúng ta dám nguyện rằng Cha chúng con ở trên trời, chúng con biết thánh Cha ta sao, Chúa Cha chỉ đến.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin nói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng, hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Trong niềm vui và sự bình an của Chúa Giáng sinh, chúng ta có chúc bình an cho nhau.